Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Sài Thành.com bên em ngày hôm nay ha. Thì ngày hôm nay đầu tuần em cũng mới vừa về được Nokia 6301, hàng nguyên zin cả vỏ nha anh chị. Em cập nhật một số cái máy nha. Cái này là Nokia 88 nha anh chị. Min A màu nâu. Đây là Nokia 603 nè, màu nâu chocola, zin nguyên bản 100% nha anh chị. Mấy cái này bữa giờ rất là hiếm hàng, hàng giỏ lô em không có làm. Hàng 603 giờ bên em chỉ làm hàng zin thôi. Cái hàng giỏ lô nhìn thấy nó rất là thô, em không có làm giỏ lô nữa, chỉ làm giỏ zin thôi nha anh chị. Đó, cái nào zin báo zin. 607 nè, 607 màu đen này cũng giỏ zin luôn. Đó, 6301 này bên em có kèm theo cái đốc này anh chị. Đó, đốc về mình sạc. Còn cái 88 này cũng kèm theo cái đốc luôn. Anh chị mua thêm cái đốc thì em sẽ tính thêm cái đốc, còn nếu mà không lấy thì trừ ra. Đó, 6310i này bên em cũng còn mấy cây, 2-3 cây gì thôi. Đó, cũng màu vàng phía sau, đen là nó rất là bóng nha anh chị. Zin của nó, cái này hàng nguyên bản của Đức, Đức về bữa giờ cũng gần hết rồi, còn mấy cây hết. Chỗ em đang khoan sửa gì đó bởi nó hơi ồn nha anh chị. Còn cái này là 6303 màu gold này hiếm nè, màu gold trên thị trường bây giờ hiếm lắm, chu cũ người ta xài còn dán nguyên keo nguyên con nè. Để em quay gần cho anh chị xem nó. Anh chị nào mà đang kiếm cây gold này liên hệ em, tại có một cây duy nhất thôi. Đó, cây thôi. Còn cây này cũng màu cũng hiếm nữa nè. Cây này màu nó không hiếm bằng gold. Cây 63 này gold nó rất là hiếm. Gold nó gold vỏ zin chứ không phải là gold vỏ lô. Vỏ lô thị trường rất là nhiều nha anh chị. Vỏ zin nó mới hiếm. Màu đó. Đầu tuần quay cho anh chị xem chơi thôi, vị trí. Thích cây nào cứ liên hệ ngay cho em nha. Mọi thứ còn cây hay cây hết rồi. Hàng mai mốt nó mới về nữa nha anh chị. Rồi ok, rất là cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi nha. Thấy phù hợp thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nokia Sài Thành ha. Chúc anh chị có ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc, người thân gia đình. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nha.